Và bây giờ chúng ta bắt đầu bước qua bài số 17. Bài 17 là một trong những bài rất quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học của các em. Đó là gì? Các em nhìn thấy không? Trên bảng các em nhìn coi. Chắc hẳn là các em đã có thể nhận ra được ngay. Conditional sentences. Các câu điều kiện. Hôm nay chúng ta ôn lại hình thức câu điều kiện. Điều kiện làm sao là các em? Tức là muốn nói ra một cái gì đó mà cần phải có một giả thuyết gì đó rồi có một cái đằng sau, mệnh đề chính. Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ mua căn nhà đó ngày mai. Nếu ngày mai mà tôi có nhiều tiền, tôi sẽ mua căn nhà đó. Hoặc cái như thế là nếu bây giờ tôi có nhiều tiền thì tôi đã mua căn nhà này rồi. Hoặc thể là giả thuyết là nếu năm ngoái tôi có nhiều tiền thì tôi đã mua căn nhà này rồi. Các em nhìn thấy trong ba thí dụ vừa rồi của thầy vừa đưa cho các em ấy, có điều gì không, nhận thấy không? Đây, ví dụ thầy nghe này là nhá. Nếu ngày mai tôi trúng số chẳng hạn, tôi có nhiều tiền, tôi sẽ mua căn nhà này. Rồi. À, rồi, nếu bây giờ tôi có nhiều tiền thì tôi đã mua căn nhà này. Rồi. Rồi, nếu năm ngoái tôi có nhiều tiền thì tôi đã mua căn nhà này rồi. Mấy loại các em? Trong đầu các em chắc chắn nhớ là ngày câu điều kiện cơ bản có ba loại chính. Một là diễn tả một việc có thể xảy ra ở tương lai. Hai là diễn tả một việc ngược với hiện tại, trái với hiện tại. Ba là diễn tả một việc ngược với quá khứ, trái với quá khứ. Và nắm tổng quát cơ bộ như thế thì ta bắt đầu bước vô câu điều kiện. Mà thường đi đầu ở những câu điều kiện thường bằng cái từ gì? If là nếu, hay người ta gọi là mệnh đề if, tức là mệnh đề mang chữ nếu ở tiếng Việt thì làm sao? Nếu là gì đó thì là gì đó. Nếu mà thầy mà là em đấy thì vậy, thì thầy sẽ làm cái gì đó là, ví dụ thế. Nếu tôi là bạn, nếu anh là các em, như vậy ta bắt đầu bước vô câu điều kiện conditional sentences. Definition, cái phần đầu tiên definition là các cái lời mà giới thiệu định nghĩa của nó. Conditional sentences are also known as conditional clause or if clauses. Câu điều kiện cũng được biết như là các mệnh đề điều kiện hoặc là các mệnh đề if. Người ta nói như thế. Thay vì conditional sentences có thể nói conditional clauses hoặc có thể nói if clauses cũng được. Cũng tự chung của một loại. Anh em okay. Rồi thầy ghi nhớ này. They are used to express that the action in the main clause without it can only take place with a certain condition in the clause with if. Tức là they are used to, họ gì, họ gì, chúng thì được diễn tả, express diễn tả gì, rằng là gì, the action in the main clause, một hành động mà trong mệnh đề chính, in the main clause, tức là mệnh đề mà không có chữ if đó kìa, without it, có chữ đó, thì can only take place, thì có thể chỉ có thể xảy ra, take place, with a certain condition, với một cái điều kiện mà cụ thể, trong mệnh đề với chữ if. Tức là nếu có gì đó, thì mới có cái gì đó làm sao. Như vậy các em hình dung là có mấy câu mệnh đề, hai mệnh đề, một là mệnh đề if ở đầu, nếu là cái gì đó, rồi mệnh đề thứ hai là mệnh đề chính, thì ta sẽ làm cái gì đấy. Nếu cái gì đó, thì sẽ làm gì đó. Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ mua căn nhà này. Đó, hai mệnh đề. Nhớ các em. Đấy. Ta qua tiếp nhé. Trên bảng này ghi, there are three types of conditional sentences. Có ba loại câu điều kiện. Loại thứ nhất, Taiwan. Dùng present or future real condition. Có thể hiện tại hoặc là future tương lai. Real là thật sự, condition là câu điều kiện. Câu điều kiện thật sự có thể tương lai hoặc có thể hiện tại cũng được. Hình thức ở dưới thì có if là mệnh đề if là nếu đó, thì cái động từ mệnh đề if trên bảng thì ghi đó ở thì hiện tại đơn simple present, thì mệnh đề chính ở đằng sau phải là thì tương lai đơn, tức là will của tương lai sẽ gì đó. Các em nhớ nằm lòng cái đó, mệnh đề if ở thì hiện tại thì mệnh đề chính ở thì tương lai. Đấy là cái khung đầu tiên các em nhớ. Nếu có gì đó bây giờ thì ngày mai tôi sẽ làm gì đó nha. Nếu thí dụ kèm ở dưới, if I find her address, nếu tôi tìm ra địa chỉ của cô ấy,
I will send her an invitation. Tôi sẽ gửi cho cô ấy một cái thư mời. I will send her an invitation. Nếu bây giờ này, nếu tôi mà tìm được cái điện thoại, địa chỉ của cô ấy, tôi sẽ gửi cho cô ấy. Hoặc câu thứ hai gì? If I don't see him this afternoon. Nếu tôi không gặp ông ấy chiều nay, thì I will phone him in the evening. Thì tôi sẽ gọi điện cho ông ấy vào buổi chiều tối nay. Lúc buổi trưa nay, trưa chiều nay, this afternoon. Nếu không gặp thì là chiều tối nay tôi sẽ gọi điện. If I don't see him this afternoon, I will phone him in the evening. Tương lai nữa kìa. Bây giờ là buổi sáng nào? Chiều, tối. Hoặc câu thứ ba là gì? If John has enough money. Nếu John có đủ tiền, thì he will buy a new car. Anh ấy sẽ mua một chiếc xe hơi mới. Nếu có đủ tiền, has enough money, thì he will buy a new car. Đó là cái loại một. Diễn tả. Nếu cái gì đó này, thì sẽ mua cái gì này. Đó, các anh nhìn thấy không? Ba hình thức đó mình để if ở thì hiện tại. Câu số 1, find. Câu thứ 2, don't see. Câu thứ 3, has. Đằng sau tương lai, will send, will phone và will buy. Đó là loại một. Diễn tả một việc có thể có xảy ra tương lai không chừng. Đúng không? Giống như thầy nói kia là nếu ngày mai tôi có tiền, tôi sẽ mua căn nhà này. Điều đó có thể xảy ra không kem? Có thể chứ. Biết đâu chiều nay thầy trúng số. Thì được thế. Hoặc các em trúng số, mua nhà nào. Thế hiểu thế. Biết đâu ngày mai mình có nhiều tiền. Đúng là kem? Đấy, loại một diễn tả một việc có thể xảy ra tương lai. Nhớ kem? Ta qua phần kế tiếp. Loại hai. Loại hai gì đây kem? Tức là gì? Là present unreal condition. Là present hiện tại, unreal là không có thật, mà condition là câu điều kiện. Câu điều kiện không có thật ở hiện tại, trái với hiện tại, ngược với hiện tại. Cái hiện tại là sao này các em? Thế thì bây giờ thầy không có tiền rồi này. Thế mà nếu bây giờ tôi có tiền, thì tôi đã mua căn nhà đó rồi. Thật sự là mình không có tiền. Ngược với hiện tại, trái hiện tại. Đúng không các em? Thì khi diễn tả điều đó, ta dùng loại 2. Đó, type 2, tức là present unreal condition. Đó có điều là không có thật ở hiện tại. Đó là các em. Đó, anh em nhìn trên bảng coi hình thức của nó, form. Đấy, mình để if đi đầu, nếu gì đó, mà past substantive, tức là quá khứ bằng thái cách. Nhưng mà các em đừng có lo lắng, thì past substantive là quá khứ bằng thái cách hay như nào cả nhé các. Mà nó y hệt như động từ thì quá khứ đơn vậy. Giống như là simple past vậy. Ngoài trừ một cái là động từ to be luôn luôn hình thức là vua cho tất cả các nội thì gọi là past substantive. Như vậy để cho ngắn gọn đi các em, thì cái chỗ past substantive đó các em cứ hiểu là thì quá khứ đơn simple past, nghĩa là động từ ở đó ở thì quá khứ đơn, riêng động từ to be thì là vua cho tất cả các nội, thầy ghi ở dưới. Thế nên các em, đó là mình để if nhé các em, là nếu rồi mình để đằng sau mình để chính á, thì phải xuất hiện chữ good cộng động từ nguyên mẫu đằng sau. Good cộng động từ nguyên mẫu đằng sau. Đấy. If ở đầu tiên ở thì quá khứ đơn đi. Mình để chính đằng sau rằng good cộng động từ nguyên mẫu đằng sau. Để các em dễ hiểu, dễ nhớ. Đó là các em nhìn vô thể ghi chú ở dưới này. Past substantive thì quá khứ bằng thái cách. Thì is similar to thì tương tự với similar to. The simple past thì quá khứ đơn. Only that, chỉ duy nhất một cái là the verb be, động từ be đó, thì become, thì trở nên là were for all person, cho tất cả các ngôi. Các ngôi thì I, you, he, she, it, we, they, tất cả đều là chữ were hết. Đó là kèm. Đấy, đó là kèm. Nó chỉ nhớ điều đó thôi. Và đừng có như vậy. Vậy loại 2 thì tóm lại đi, theo kiểu của, để cho dễ nhớ này. Mình để if ở thì quá khứ đơn. Thì mình để chính có dạng good cộng động từ nguyên mẫu. À, là như thế nhé. Để các em nắm được cẩn thận từng cái một nhé. Loại 2, mình để if ở thì quá khứ đơn. Mình để chính ở dạng good cộng động từ nguyên mẫu. Riêng động từ to be ở của mình để if đó, luôn luôn hình thức là were cho tất cả các ngôi. Các em nhìn vô thí dụ ở dưới. If I were you. Nếu tôi là bạn. Thật sự mình có phải là bạn không? Là người bạn của mình không? Không phải. Mà như vậy là ngược với hiện tại đấy các em. Là. Đấy. Vậy nếu tôi là bạn, ta dùng chữ were cho được chủ từ I luôn. If I were you. Nếu tôi là bạn, I would not do this. Tôi đã không làm điều này.
Nếu tôi mà là bạn thì tôi đã không làm điều này. I would not do this. Đấy, mệnh đề if ở thì quá khứ đơn. Ở đây động từ to be, chúng ta dùng were. Ở bên chính đằng sau dạng good cộng động từ nguyên mẫu. Ở đây phủ định thêm not vào. Good not hay gọi good done cũng được. Yeah. If I were you, I wouldn't do this. Hoặc, thí dụ thứ hai. If I had a lot of money. Nếu tôi có nhiều tiền. Nếu tôi có nhiều tiền, bây giờ đi tiền thì I wouldn't stay here. Thì tôi đã không ở đây đâu. Không lưu lại đây đâu. Đấy. If I had a lot of money, had again, quá khứ đơn. Đằng sau thì wouldn't stay. Thay vì would not, can read, wouldn't stay. Được, and again. À, nếu tôi có nhiều tiền, thì tôi đã không ở lại đây. Wouldn't stay here. Hoặc, cái thứ ba ở dưới. I would send her invitation if I found her address. Tôi sẽ gửi cho cô ấy một tấm thiệp mời. If, nếu I found her address. Nếu bây giờ tôi tìm ra cái địa chỉ của ấy, bây giờ mình tìm ra địa chỉ của cô ấy, thì mình mới gửi thiệp mời cho cô ấy. Vậy các em nhìn thấy khác nhau không? Trên bảng có khác gì không nào các em? Với ba câu đấy, khác gì không? Hai câu đầu, thầy cố tình cho đúng thứ tự, mình if ở đầu, rồi mình thì chính đằng sau. Nhưng nếu if ở đầu, mình chính đằng sau, thì phải có dấu phẩy ở giữa, đúng không các em? Hai câu đầu. Vậy bây giờ, quay lại câu số 3 các em ơi. If nó nằm ở đầu hay nằm ở sau? Câu 3, if nó nằm ở đằng sau. Đấy. Thì khi if nằm ở sau, các em nhìn thấy dấu phẩy không? Không có dấu phẩy. Như vậy, I would send her an invitation if I found her address. Nếu các em chuyển lại đầu câu chẳng hạn, nếu tôi tìm ra địa chỉ của cô ấy, thì tôi đã gửi cho cô ấy một lần thiệp mời rồi. Chuyển lại đầu câu, if I found her address, thì lúc đó ta phẩy một cái. Rồi, I would send her an invitation. Đấy nhá. Mà hai câu chuyển qua, nếu if ở đầu câu, thì có dấu phẩy ở giữa, rồi câu mệnh đề chính đằng sau. Nhưng nếu mệnh đề chính đặt ở đầu rồi đấy, if đặt sau thì cho nó không có dấu phẩy. À nhá. Đó là loại 2, các em cẩn thận. Nhớ được không nào các em? Ngưng lên một xíu đi. Ôn lại loại 1 và loại 2. Loại 1 mệnh đề if là diễn tả một việc có thể xảy ra tương lai, thì mệnh đề if ở hiện tại, mệnh đề chính ở thì tương lai. Còn loại 2, bây giờ diễn tả một việc ngược với hiện tại, trái với hiện tại, thì mệnh đề if ở thì quá khứ đơn. Và động từ be luôn luôn là were. Còn mệnh đề chính đằng sau dạng good còn động từ nguyên mẫu. Nhớ ôn lại cái đấy. Nhớ nằm lòng cái đó nhé. Để ta vô tiếp phần sau. Phần số 3. Thay truyền. Past unreal condition. Past là quá khứ. Unreal là không có thật. Condition là câu điều kiện. Câu điều kiện không có thật ở quá khứ. Loại 3. Đây. Lúc nãy là loại 1. Diễn tả một việc có thể xảy ra tương lai. Ở loại 2. Diễn tả một việc ngược với hiện tại. Trái với hiện tại. Bây giờ loại 3 là gì? Diễn tả một việc không có thật ở quá khứ. Trái với quá khứ. Ngược với quá khứ. Thí dụ thế. Thí dụ như thầy nói các em là gì nè. Hôm qua có một người bạn thầy mời thầy đi ăn sinh nhật chẳng hạn. Thầy bận quá công việc này, không đi, người ấy buồn. Người bạn thì buồn. Bây giờ thầy bảo là gì? Nếu hôm qua tôi đi dự sinh nhật của anh ấy, thì anh ấy không có buồn. Đấy, nếu mà mình đi, nghe câu nói đó thì mình biết là mình có đi không? Không đi. Đúng không kìa? Nếu việc gì ngược quá khứ, thế nào? Thế như vậy. Hoặc là mình nói là gì? Năm ngoái chẳng hạn, mình đối xử không tốt với một người bạn của mình. Bây giờ mình thấy ân hận quá, phải không nào? Đấy. Bây giờ mình, nếu mà năm ngoái tôi đối xử tốt với bạn tôi, thì bây giờ tôi không có ân hận. Như thế, đó là nếu một cái gì đó ngược với quá khứ, trái với quá khứ, thì các em dùng loại 3 này. Past unreal condition. Câu điều kiện không có thật ở trong quá khứ. Vậy, hình thức làm sao là các em? Form. If ở đầu câu nhé các em. Rồi thấy, mệnh đề if, động từ ở thì past perfect. Quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành tức là cái hình thức gì là các em? Tức là had cộng quá khứ phân tử. Nhớ cái đó nhé. Tức là mệnh đề if đấy, động từ phải thì past perfect. Rồi phải một cái này. Mệnh đề chính đằng sau là ra đây. Mệnh đề chính đằng sau có dạng would have cộng với lại past participle. Quá khứ phân tử sau. Ở trước là past perfect nhé. Thì đằng sau là would have cộng quá khứ phân tử. Past perfect. Mệnh đề if. Nhớ các em. Vậy mệnh đề if ở đầu tiên có hình thức là past perfect. Quá khứ hoàn thành. Thì bên chính đằng sau có dạng would have cộng quá khứ phân tử
past participle. Vậy là các em nhớ hình thức mẫu đó nhé. Của loại 3 đấy các em. Các em nhìn vô thí dụ. Yesterday, if I had found her address, I would have sent her invitation. Hôm qua, nếu mà tôi đã tìm thấy địa chỉ của cô ấy, thì tôi đã gửi cho cô ấy một thiệp mời rồi. Nghe câu đấy đó các em. Thì mình, các em hiểu là mình có tìm thấy địa chỉ của cô ấy không? Rồi mình có gửi cô ấy thiệp mời không? Không. Thế nào? Nếu hôm qua tôi tìm thấy địa chỉ của ấy, thì tức là mình không tìm thấy rồi. Bây giờ mình nếu, đúng không nào? But yesterday, if I had found her address, I would have sent her an invitation. Mình để if ở đầu, had found thì past perfect. Mình chính sau có dạng gì? Would have cộng quá khứ phân từ của động từ send là sent. I would have sent her invitation. Đấy. Thứ nhất thế nào? Đó. Và cái dấu như vậy, if ở đầu kia thì có dấu phẩy ở giữa, đúng không các em? Đấy, cũng thế nhé. Hoặc là câu thứ hai, last year, năm ngoái, if I had studied hard, nếu mà tôi đã học hành chăm chỉ, I would have passed my exam. Tôi đã thi đậu rồi, vượt qua kỳ thi một cách tốt đẹp rồi, tôi đã thi đậu rồi. Vậy bây giờ mình ngồi, giả dụ những em nào mà năm ngoái không học chăm chỉ, không ôn tập như bây giờ này, thì năm ngoái mình thi rớt. Bây giờ mình ngồi là, ồ năm ngoái, nếu tôi học hành chăm chỉ, thì tôi đã thi đậu rồi. Nghe câu nói đó, thì biết là cái người đó không học hành chăm chỉ, và cũng biết rằng người đó không thi đậu. Nếu tôi học hành chăm chỉ, thì tôi đã thi đậu rồi. Đấy, last year, if I had studied hard, I would have passed my exam. Hoặc, câu thứ ba, là sao đây? If John had had enough money last week. Nếu anh John mà đã có enough money, đủ tiền cho last week, tuần trước, thì he would have bought a new car. Anh ấy đã mua một chiếc xe hơi mới rồi. Nếu anh John mà có đủ tiền tuần trước, đó, anh đã mua xe hơi mới rồi. Nghe câu nói đó thì em biết là anh có đủ tiền không? Không, không có. Và có mua được xe không? Cũng không mua được xe hơi mới rồi. Bởi vì anh không có đủ tiền, cho nên anh không có mua được xe mới. Cho nên bây giờ, nếu anh John mà có đủ tiền tuần trước, anh ấy đã mua được chiếc xe hơi mới rồi. Mới đặt giả thiết là nếu. Và đó là điều không có thật ở trong quá khứ. Thì khi diễn tả điều đó, ta dùng if John had had enough money last week. Nếu mà John có đủ tiền tuần trước, he would have bought a new car. Would have bought a new car. Would have cộng quá khứ động từ buy là bought. Ông đã mua một chiếc hơi mới rồi. Hơi mới rồi. Tiện đây, thầy nói thêm cái phần câu số 3. Nghe thấy if John had had. Hai chiếc hết đó đó các em. Thì có nhiều em được còn thấy hai hết, bỏ bớt đi một hết. Thật chết rồi đấy các em nhé. Hết hết. Hết đầu là trợ động từ hết. Và hết sau là cột thứ ba của động từ hà. Hai chữ đó đi liền nhau để nói lên đó là thì past perfect của động từ hà. Phải hết hết các em nhé. Đừng có thấy hai cái liền nhau bỏ bớt đi cái là chết. Đó là các em. Vậy nếu John có đủ tiền, if John had had enough money last week, he would have bought a new car. Trên bảng là ba thí dụ cái loại ba. Đây là các em. Đây. Và bây giờ thầy tóm lại ba cái loại đi trước khi mình làm bài tập, trước khi làm khác. Thì các em phải nằm lòng ba cái hình thức đó đã kèm. Đây là các em. Thứ nhất là gì nào? Loại một là gì đây? Diễn tả một việc có thể xảy ra tương lai. Thì mệnh đề if ở thì hiện tại. Mệnh đề chính ở thì tương lai. Nhớ điều đó các em nhé. Nhớ khung đầu tiên. If ở hiện tại. Mệnh đề chính ở thì tương lai. Và loại 2 diễn tả một việc ngược với hiện tại, trái hiện tại. Thì mình để if ở thì quá khứ. Quá khứ đơn đi. Quá khứ đơn đi nhé. Chỉ thiết động từ to be là vua cho tất cả các ngôi thôi. Quá khứ đơn. Mình gọi như vậy đây. Chứ đừng gọi quá khứ của bạn. Thấy các em lại lầm lẫn ra. Quá khứ đơn. Rồi riêng động từ to be là vua. Như vậy đi cho nó dễ nhớ. Rồi mình để chính đằng sau có dạng good cộng động từ nguyên mẫu. Ngược với hiện tại, trái hiện tại. Còn loại 3 bây giờ là gì? Diễn tả một việc ngược với quá khứ, trái với quá khứ. Thì mệnh đề if ở thì past perfect, tức là quá khứ hoàn thành. Rồi mệnh đề chính có dạng would have cộng với quá khứ phần từ. Would have là luôn luôn có đầy đủ như thế. Quá khứ phần từ động từ sau của động từ, tức là cột thứ ba của đó. Đấy, ba cột đó, ba cái công thức, ba cái loại đó. Nhớ nằm lòng cho thầy, ba công thức đấy. Thứ nhất, có thể xảy ra tương lai. Cái gì ngược với hiện tại, trái với hiện tại.
Thứ ba, ngược quá khứ, trở về quá khứ. Nắm được, nằm lòng cái đó, thì trong bài thi các em yên tâm về khoảng đó và vững vàng. Đừng có xem lướt qua, nhìn cho kỹ càng thôi nhé. Và mình sẽ làm được. Và trong bài thi các em dứt khoát thế nào, bên Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho ra những loại đấy. Và sắp sửa các em có một cái chương trình đề thi mẫu của Bộ Giáo dục Đào tạo, mà thầy xong kỳ tới, những cái bài sau thầy sẽ đưa vào cho các em hiểu bây giờ là cái mẫu của Giáo dục Đào tạo năm nay chia ra cái mẫu đề thi đó, và cái giới hạn của những cái văn phạm kiến thức nào mà ta có phải trong đó, chắc chắn thế nào cũng có phần mình để ý này. Đây là các em, ta vừa đi can có ba loại câu điều kiện. Bây giờ ta qua phần tiếp phần sau các em nhé. Ta có các câu bài tập trên bảng thầy là complete the conditional sentences type 1, hoàn tất câu điều kiện mà loại 1. Đây, từng loại 1 để các em nhìn cho nó kỹ. Cái câu số 1, if Daisy and Sue prepare the salad, Phil paint the house. Nếu mà Daisy và Sue thì chuẩn bị cái món salad đó, thì anh Phil sẽ sơn nhà. Nếu người này làm gì thì người kia làm gì? Loại 1. Loại 1 các em thế nào? Mình if là thì hiện tại, mình chính là thì tương lai. Như vậy chứ động từ prepare đó phải giữ nguyên là prepare, bởi vì hai người, Daisy and Sue prepare. Còn Phil sau thế là gì các em? Will paint, sẽ sơn. Will paint. Và câu số 2, if Sue cut the onion for the salad, Caroline wash the mushroom. Nếu Sue mà cắt gì nào? Cắt những hạt củ hành tây cho món salad, thì Caroline sẽ rửa gì? Mushroom, những cái quả nấm, những nấm. Vâng là các em. Vậy nếu Sue làm cái này, thì Caroline làm cái khác, sẽ làm cái kia. Vậy if Sue cắt, cắt cái này có gì nào? Có S vào, bởi chủ từ là một chữ ít thôi. Cut the onion for the salad. Caroline will wash the mushroom. Hoặc câu số 3, if Bob tidy up the kitchen, Anita clean the toilet. Nếu Bob làm gì? Tidy up the kitchen, dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp cái nhà bếp, thì Anita sẽ lau chùi cái phòng nhà vệ sinh. If Bob tidy, nhớ tidy thì y dài đổi thành y ngắn thêm nhé đằng sau. Tidy up the kitchen, Anita clean, will clean the toilet. Will clean. Nhé. Yeah. Hoặc câu số 4, Mary buy the drinks if somebody help her carry the bottle. Mary mua the drink là gì? Đồ uống. Cái đồ uống. Nếu if somebody, một người đó, giúp cô ấy help her carry the bottle, mang những cái chai đó. Vậy, Mary sẽ mua những cái đồ chai nước uống đó, nếu có ai đó giúp cô ấy mang những cái chai đó. Đấy. Như vậy, mệnh if đặt sau, mệnh chính đặt đầu này các em. Vậy Mary will buy the drink if somebody helps her carry the bottle. Nhớ somebody là luôn luôn là số ít các em nhé. Somebody luôn luôn số ít. Một cái chương thầy sẽ nói về các em, sự hòa hợp chủ từ động từ. Thầy sẽ nói cái này. Nhưng trước tiên là các em nhớ somebody, someone, lúc là luôn luôn là số ít. Vậy somebody chứ help đằng sau phải thêm S vào. Đó. Hoặc câu số 5. If Bob cook the barbecue, Sue do the dishes. Nếu mà Bob nấu, làm nướng, nướng, nấu, làm những cái món barbecue, nấu, làm những cái món barbecue là thịt nướng, thì cô Sue đó sẽ mà rửa chén. If Bob cooks the barbecue, cook thêm S vào, và cô Sue đó sẽ rửa chén, Sue will do the dishes. Mình để if ở hiện tại, mình chính là thì tương lai, loại một kè. Nhé. Ta có tiếp bài tập sau. Bài tập số 2, các em nhìn vô, complete the conditional sentences type 2. Hoàn tất câu điều kiện mà loại 2. Loại 2 là sao là các em? Thế là chưa? Mình để if ở thì quá khứ. Riêng động từ to be thì luôn luôn là cứ were. Rồi mình là chính đằng sau có dạng good cộng động từ nguyên mẫu. Thầy làm cùng với các em. À, thì đó là các em. If I play the lottery, nếu tôi chơi vé số, lottery là vé số, thì I have, tôi có cái a chance to win, tôi có cơ hội để thắng, to win, để cơ hội để trúng số.
Vậy nếu bây giờ tôi chơi số thì tôi đã có cơ hội để trúng số. If I play the lottery, play phải thêm ED vào. Đấy, nếu bây giờ tôi chơi này thì ai gì nào? I would have a chance to win. Tôi đã có cơ hội, cơ may để trúng. Mình không chơi với số thì không thể nào trúng số được. Nhưng đừng chơi nhiều quá nhé. Ok, rồi câu số 2 chẳng hạn. If I win the lottery, nếu tôi trúng số thì tôi sẽ giàu có. Đấy, nếu bây giờ tôi mà trúng số thì tôi giàu lắm, tôi sẽ giàu lắm. Thật nào? Vậy, if I gì nào? Win, câu thứ hai động từ win là gì? Won. If I won the lottery, ai gì đây kem, động từ be là gì? Ai gì? I would be rich. Thì tôi đã giàu có rồi. Nếu mà bây giờ tôi trúng số thì tôi đã giàu có rồi. If I won the lottery, I would be rich. Would be rich nha nhé. Động từ be. Sau would động từ nguyên mẫu, would be luôn. Tập làm cho nó quen kìa. Rồi, câu số 3 là, nếu bây giờ tôi giàu, if I be rich này, my life change completely, thì đời cuộc sống của tôi thay đổi một cách hoàn toàn bộ completely. Thay đổi toàn bộ. Hay là, nếu bây giờ mà tôi giàu, thì cuộc sống của tôi sẽ thay đổi một cách toàn bộ. If I gì đây? If I gì đây kem? Động từ be. Were rich. If I were rich, my life would change completely. Would change. Would change đi kem nhé. Were. If I were rich, my life would change completely. Đấy. Nếu tôi giàu có bây giờ, thì cuộc sống, đời sống tôi sẽ thay đổi một cách toàn bộ. Một cách đầy đủ, thay đổi hết. Hoặc câu số 4. I buy a lonely island. If I find a nice one. Tôi sẽ mua một cái lonely island, một cái hòn đảo, riêng biệt. Hòn đảo. Không phải hòn đảo riêng, một hòn đảo. Lonely island. Lonely có nghĩa là cô độc đấy. Hòn đảo riêng biệt. Thì gì? If I find, nếu tôi tìm ra được một nice one, một cái hòn đảo đẹp. Nice one. Vậy mình if ở đằng sau đó kem, mình chính ở đầu. Đó là kem. Vậy là gì nào? Ai gì? I would buy a lonely island if I, ai gì nào? Found a nice one. Đấy. Kem bỏ chữ phải đi nhé. Để gọi ở đây đấy. If I found a nice one. Hoặc câu số 5. Nếu tôi mà sở hữu một hòn đảo riêng biệt, thì tôi đã xây, I build a host house for the beach. Xây một cái tòa nhà lớn, nhà khổng lồ, by the beach, bên bờ biển. Đấy. If I gì nào, old, quá khứ thêm, ed vào. If I old, a lonely island. I gì đó, would buy a host house by the beach. Thì tôi đã xây một host house, một căn nhà khổng lồ, by the beach, bên bãi biển. Loại hai các em nhớ đấy, mình if ở thì quá khứ, mình chính có dạng would cộng động từ nguyên mẫu. Kẻ cẩn thận các em nhé. Đó, mỗi lần các em ôn lại thì làm lại cẩn thận và nhớ lại một lần thì nó sẽ in sâu vào trong đầu các em để các em dễ nhớ hơn, gần nhớ ngay. Mình if loại hai thì quá khứ đơn, mình chính có dạng would cộng động từ nguyên mẫu. Riêng động từ to be, mệnh của mình ít thì luôn luôn là were cho tất cả các chủ thực. Ta qua bài tập kế tiếp. Bài tập số 3. Complete the conditional sentences. Time 1, 2, 3. Hoàn tất cái điều câu điều kiện. Các câu điều kiện mà loại 1 và 2 lời 3. Loại 1 và 2 lời 3 là kèm. Cả 3 loại luôn. Đây, hỗn hợp lại kèm nhé. Ta nhìn thế. Thì kem nhìn vô trên bảng coi, mình xem lại coi. Yeah. Câu số 1. If I, động từ be, stronger, mạnh khỏe hơn, I help you carry the piano. Thì tôi sẽ giúp bạn khiêng cái đàn piano này được. Nếu mà bây giờ tôi mạnh khỏe hơn đấy kem, thì tôi đã giúp cho bạn. Mình để chính, if chưa có biết là thì gì, mình để chính dạng gì, I help, tức là I would help đấy kem. Và would help thì mệnh đề chính ở trên, mệnh đề if ở trên phải là thì quá khứ đơn. Vậy câu số 1 là gì? If I were stronger. Nếu bây giờ tôi mạnh mẽ hơn, khỏe hơn. Hoặc câu số 2. If we've seen you, we stop. Nếu mà chúng tôi, we stop. Nếu mà chúng tôi đã gặp bạn thì tôi đã dừng ngừng lại rồi. Đi đường nếu mà chúng tôi gặp bạn,
gặp anh ấy, thì tôi đã ngừng lại rồi. Vậy mình íp ở đầu, quy phẩy, chứ đi làm sao, tức là quy gì đây? Là hết xin thế kè. Mà hết xin tức là thì past perfect. Vậy mình íp ở thì past perfect rồi, thì mình chính sau dạng good hair cộng quá khứ phần tử, tức là loại 3 này kè. Đây là kem. Vậy câu sai phải làm là gì kem? We would have stopped. Stopped, gấp đôi chữ P lên, rồi thêm đi đằng sau. Would have stopped. Đấy nhé, câu 2, tức là loại 3 đấy kìa, dùng loại 3. Câu số 3 nhé, if we meet him tomorrow, we won't say hello. Nếu chúng tôi gặp ông ấy ngày mai, chúng tôi sẽ nói lời chào với ông ấy. Chúng tôi sẽ chào. Như vậy, mình íp mình chưa biết được thì gì, mình đã chính xác rằng tương lai rồi, we won't say hello. Tương lai như thế, thì mình đã íp về thì hiện tại đơn, tức là loại mấy đây? Loại 1. Vậy, if we meet him tomorrow, we won't say hello. Động từ meet giữ nguyên, đó là các em, hiện tại đơn. Và câu số 4, he would have repaired the car himself if he had the tool. Ông ấy đã gì nào, đã sửa chữa xe hơi chính ông ấy, chính ông ấy sẽ chữa xe hơi nếu ông ấy có the tool, dụng cụ. Mình để ít lần sau không biết thì gì, nhưng mình để chính ở đi đầu, ở đây trên đến ngược lên trên đầu thì là good hair cộng với lại quá khứ phần từ là repair. Như vậy thì đây là loại mấy? Loại 3. Loại 3 thì mình ít phải ở thì past perfect. Như vậy ta phải dùng là gì nào? He would have repaired the car himself if he gì đây? Had. If he had the tool. Đấy nhé. Đó là câu số 4. Had the tools. Câu số 5. If you drop the vase. Nếu bạn làm rơi cái bình bông, thì nó sẽ vỡ. If you drop, drop là hiện tại. Đúng không nào các em? Nhìn ra kỹ đâu nào. Thì mình để chính đằng sau là thì tương lai. Vậy câu số 5 phải là gì? If you drop the vase, it will break. Break có nghĩa là vỡ. Nó sẽ vỡ. It will break. Hoặc câu số 6. If I hadn't studied. Nếu mà tôi không có học hành, thì tôi sẽ không có thi đậu. Mình để if ở đầu là thì gì đấy các em? Hadn't studied. Nếu tôi không học, hadn't studied. Thì past perfect mà câu phủ định đúng không các em? Hadn't study thì mình để chính đằng sau phải ở dạng gì nào? Có phải loại 3 không? Phải như gì nào? Would have cộng quá khứ phần tử. Như vậy câu số 6 phải là gì nào? If I hadn't study ai gì đây? Would done. Nhớ would done nhé. Rồi thứ gì? Have. Rồi gì nào? Past. Past thêm ed đằng sau. I wouldn't have passed the exam. Câu số 6 phải if I hadn't study I wouldn't have passed the exam. Nếu tôi đã không học hành thì tôi đã không thi đậu. Thực tế như vậy mình có thi đậu không? Thi đậu rồi đấy. Nếu năm ngoái mà tôi học hành đàng hoàng đấy, tôi không thi đậu đâu. Nghe nó đó, tức là người này đã thi đậu rồi. Okay. Rồi câu số 7 là kèm. I wouldn't go to school by bus. Tôi đã không đi học bằng xe buýt nếu mà tôi có bằng lái. A driving license, bằng lái xe đấy kèm. Đấy. Thì mình ít bằng sau mình không biết là thì gì rồi. Đúng rồi. Nhưng mà căn cứ mệnh đề chính ở đầu, đặt ở đầu, nó là good go hoặc là good and go, câu phủ định. Ở trên này là good and go, tức là good câu động từ nguyên mẫu. Tức là loại mấy này kem? Tức là loại 2. Mệnh đề chính ở loại 2 thì mệnh đề ít ở đầu loại 2 phải là thì simple past, quá khứ đơn. If I have a driving lesson. Như vậy câu số 7 phải là I wouldn't go to school by bus if I had a driving lesson. Đấy, xem loại 1, 2, cân đong đo đếm cẩn thận. Để rồi mai mốt các em, đây mình làm chẳng như vậy, làm các câu là rõ ràng rồi. Mà mai mốt ấy, ra câu trắc nghiệm, các em sẽ có những bài trắc nghiệm phần này, A, B, C, D, nó rất cho rất sát nhau. Thì các em phải phân định rõ ràng. Mà trước mắt làm cái này cho kỹ càng đã, rồi khi đó mới nhìn lại câu A, B, C, D, mình làm cho nó tốt. Đây là các em, ta qua tiếp phần sau. Rồi giờ chúng ta qua tiếp phần bài tập kế tiếp nhé. Đấy, cũng tiếp tục phần vừa rồi đấy các em. Còn là một số câu bài tập này thôi. Đấy rồi, những cái bài tập sau thì sẽ đưa cho các em làm thêm lại phần này. Nhưng mà để ôn lại.
Vậy tiếp tục cái phần câu số 8 các em. Câu 8 là gì đây? Trên bảng các em là gì nào? Bài tập và thứ ba cũng đẹp. Complete the conditional sentences type 1, 2 and 3. Tức là hoàn tất cái câu điều kiện mà loại 1, loại 2, loại 3 mà ta vừa làm vừa qua. Cắt được 7 câu trên rồi. Còn lại 8 câu sau này. Câu số 8 là các em. Đầu tiên các em phân định ở loại gì đã? Ví dụ, I fly to London if I get a cheap flight. Tôi bay tới London ít nếu tôi get a cheap flight. Nếu tôi mua được một cái vé chuyến bay rẻ, I get a cheap flight. Đấy. Vậy mình ít nó nằm ở đâu? Ở đằng sau. If I get a cheap flight. Thì mệnh đề chính ở trên đầu, và đầu câu nó phải tìm tương lai. If ở hiện tại rồi này, thì mệnh chính là tìm tương lai. Như vậy câu số 8 phải là gì? I will fly to London. Will fly cho em, tương lai đơn. Như vậy câu số 8 phải là gì? I will fly to London if I get a cheap flight. Nhớ, loại mấy thì kèm? Loại 1. Đúng rồi kèm nhé. Bây giờ câu số 9. If I come home earlier yesterday. Nếu mà tôi về nhà sớm hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua các em nhìn thấy không? Câu cho rõ ra hơn thì mình thấy rõ ràng. Nếu tôi về nhà sớm hơn ngày hôm qua, nếu hôm qua tôi về nhà sớm hơn á, I would have met him. Tôi đã gặp anh ấy rồi. Đây, mệnh đề câu số 9. Mệnh đề if ở đầu mình chưa biết được rồi, nhưng mà dữ liệu là yesterday ngày hôm qua đấy. Mà mệnh đề chính khẳng định đằng sau nè, would have cộng quá khứ văn từ là chữ met. Như vậy, mệnh đề if phải ở thì past perfect, quá khứ hoàn thành. Như vậy, câu số 9 phải làm gì là các em? If I had come home earlier yesterday. Nếu mà tôi đã về nhà sớm hơn ngày hôm qua rồi đấy, thì tôi đã gặp anh ấy. If I had come home. Come nhé, cột thứ hai là came. Cột thứ ba trở lại nhóm thó như thế là come. If I had come home earlier yesterday. Rồi ta qua câu số 10. We'd be stupid if we tell him about our secret. Chúng tôi thì sẽ rất là ngu ngốc, nếu chúng tôi kể cho ông ấy về cái bí mật của chúng tôi. Bây giờ mình để if đằng sau kia, if we tell, không biết là thì gì, nhiệm vụ ta phải cho vào đó. Ta không chỉ biết là thì gì cả, nhưng nhìn được mệnh đề chính là chưa? Which be, tức là we would be đấy kia. Mà would be tức là nhìn thấy loại mấy là kia? Would cộng động từ nguyên mẫu, vậy would be tức là loại mấy? Loại 2. Loại 2 của mệnh đề chính. Như vậy, câu đầu tiên số 10 và nếu viết đầy đủ là we would be stupid. Chúng ta thì sẽ là ngu ngốc. Stupid là ngu ngốc. Nếu chúng ta kể. Như vậy, mệnh đề chính ở thì quá thì ở loại 2 rồi, good của động từ nguyên mẫu rồi, thì mệnh đề if của loại 2 phải thì quá khứ đơn, đúng không các em? Vậy là gì? À, vậy là câu thứ hai mệnh đề if là gì? If we gì nào? Quá khứ động theo là gì? Told. If we told him about our secret. Nhớ các em. Ta nói là quá khứ đơn luôn để cho các em dễ nhớ. Đúng đó là quá khứ bằng thái cách. Nhưng mà quá khứ đơn như vậy cho các em dễ nhớ, để các em dễ sử dụng. Chỉ riêng cái động từ to be, cái chuyển nó là hình thức vua cho tất cả các ngôi. Như vậy thầy cái gọi là quá khứ đơn cho các em nhớ. Đó là trong mình để ít, để các em khỏi lầm lẫn. Rồi nhớ động từ to be là vua cho tất cả các ngôi. Như vậy, we would be stupid if we told him about our secret. Chúng ta sẽ ngu ngốc lắm nếu chúng ta kể cho ông ấy về cái bí mật của chúng ta. Đó là câu số 10. Tiếp tục của vấn đề câu số 11 coi. If you need the car in the afternoon. Nếu bạn cần xe hơi vào buổi chiều, thì tôi go shopping, đi sắm đồ vào buổi sáng. Đây. Vậy, mệnh đề chính đằng sau đấy. I go shopping in the morning buổi sáng. Chưa biết. Thì đúng rồi. Nhưng mà quan sát mệnh if ở đầu. If you need. Đấy, need là thì gì đấy các em? Là thì hiện tại đơn, đúng không các em? Vậy mình để if ở thì hiện tại đơn, thì mình để chính ở sau sẽ là thì tương lai đơn. Tức là loại mấy đấy các em? Loại 1. Như vậy, thì ta sẽ phải làm câu số 1 là gì các em? If you need the car in the afternoon, I will go shopping in the morning. Tôi sẽ đi sắm đồ vào buổi sáng. Nếu bạn cần xe hơi vào buổi chiều nay, thì tôi sẽ đi sắm đồ vào buổi sáng. I will go shopping in the morning. Các em viết vào will go. Okay. Đó là câu số 11. Câu số 12 các em. If I wear a hat. Nếu mà tôi đội mũ, a hat là cái mũ đấy các em.
I would look like an old woman. Thì tôi sẽ trông giống như là would look like. Động từ look like là trông giống như là an old man, woman, là một bà già chẳng hạn. Nếu mà tôi đội mũ thì tôi sẽ trông giống như là một bà già, ví dụ thế, một người phụ nữ già, tức là bà già đi. Như vậy, mệnh câu 12, if thì không biết, nhưng mà chính sau đó là good cộng động từ nguyên mẫu là look. Như vậy, good mà có lúc good động từ nguyên mẫu sau, tức là mệnh đề chính của cái loại là mấy đây các em? Ở loại 2. Loại 2 thì mệnh if phải ở thì quá khứ đơn, simple past, cho nó dễ hiểu. Đó nào? Rồi if I, if I gì nào? If I wore, quá khứ động từ wear là wore, wore a hat. I would look like an old woman. Okay. Rồi câu số 13. I would buy this bag if they had it in blue. Tôi sẽ mua cái túi sách này nếu mà họ có nó màu xanh. Có cái túi sách nó mà màu xanh, cái in blue cơ. Tôi sẽ mua túi này, một cái kiểu này này. Nhưng mà nếu họ có. Như vậy, I would buy this bag. Tôi sẽ mua tương lai đấy. If they, nếu họ có cái đó mà màu xanh. Như vậy, mệnh đề chính ở đầu là tương lai rồi, I will, tức là I will đấy kìa. Thì mệnh if phải là thì hiện tại. Hiện tại gì? Hiện tại đơn. Loại mấy kìa? Loại 1. Như vậy là gì? I won't buy this bike if they have it in blue. Động từ have giữ nguyên mẫu kìa nhé. Okay. Rồi câu số 14 kìa. Yeah. If I didn't have you. Nếu mà tôi không có bạn, thì tôi I not know what to do. Tôi không biết phải làm cái gì bây giờ đây. Nếu mà tôi không có bạn, tôi chẳng biết phải làm gì đây. Chẳng dù hai người bạn chơi thân thiết với nhau, học từ bé đến lớn chẳng hạn. Còn một người bạn tự nhiên cuối gần như này, đi ly đâu đó học chẳng hạn. Tự nhiên mình buồn quá. Hai người bạn vẫn không? Và chết chờ rồi, nếu mà không có bạn, mà không có bạn, thì tôi không biết phải làm gì đây. Ví dụ thế. Hoặc công việc phải cần người này, người nọ. Không có người đó, mình không biết phải làm gì. Hay là có ông chủ mình chẳng hạn. Mình không ống đi chẳng hạn, mình chẳng biết làm gì, mình không năng động thì mình chết rồi, đúng không em? Như vậy thí dụ câu 14, if I didn't have you, nếu tôi không có bạn, mình if ở thì quá khứ đơn, didn't have you, didn't, thì mình để chính đằng sau phải gì thì là các em phải dạng good cộng động từ nguyên mẫu, tức là loại mấy, loại hàng. Như vậy phải làm là câu 14 là gì nào? If I didn't have you, I wouldn't know what to do. I wouldn't know what to do. Tôi đã không biết phải làm cái gì. I didn't know what to do. Đó là kèm. Đó là câu số 14 đó kèm. Và câu số 15. She wouldn't pay cash if she had a credit card. Cô ấy đã không pay cash, trả tiền mặt, nếu mà cô ấy có a credit card. Thế cái là thẻ tín dụng. Cô đã không thanh toán tiền mặt nếu cô ấy có thẻ tín dụng. Đấy. Mình ít đằng sau không biết là thì gì. Nhưng mệnh đề chính ở đầu có rằng good cộng quá khứ phân từ. Xin lỗi, good cộng động từ nguyên mẫu. Và đây phủ định thì good done cộng động từ nguyên mẫu. Tức là loại mấy? Tức là loại 2. Loại 2 thì mình ít phải thì quá khứ đơn. Như vậy, she wouldn't pay cash if she had a credit card. Đó là kèm. Đây, nhớ các em, ta vừa qua 15 câu số điều kiện về loại 1, loại 2, loại 3. Thầy nhắc lại cho các em, đây là một trong những cái mà rất là quan trọng trong kỳ thi. Các em sẽ có nhiều bài tập về vấn đề này trong những bài sau, những chương sau và trong quá trình làm bài. Nhưng chắc chắn đây là một trong những phần mà Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ đưa ra cho các em, một trong những cái chương mà cần phải làm. Như vậy thầy đề nghị các em là xem thật kỹ càng và phân định rõ ràng loại nào, mình ít ở loại nào, mình để chính ở loại nào, thì gì, nhớ các em. Vậy ta, thầy trước tiên, trước khi mà thầy kết thúc cái chương này đó các em, thì thầy thống kê lại cho các em nhé, cái phần của các câu điều kiện. Câu điều kiện chúng ta có mấy loại nào các em? Trả lời cho thầy coi, có mấy loại nào? Có 3 loại, nhớ các em, 3 loại cơ bản thế nhé. Vậy bạn diễn tả làm sao, loại nào? Loại 1 là gì? Diễn tả một việc có thể xảy ra ở tương lai. Diễn tả một việc có thể xảy ra ở tương lai. Loại 2 diễn tả một việc ngược với hiện tại, trái với hiện tại. Loại 3 diễn tả một việc ngược với quá khứ, trái với quá khứ. Rồi bây giờ ta vô từ loại 1 này. Loại 1 diễn tả một việc có thể xảy ra tương lai. Thì mình để if
ở thì hiện tại đơn, rồi mình để chính ở thì tương lai đơn. Nhớ nhé, if ở thì hiện tại đơn, mình để chính ở thì tương lai đơn. Rồi diễn tả một việc ngược với lại hiện tại, trái với hiện tại, thì mình để if ở thì quá khứ. Quá khứ đơn đấy các em. Riêng động từ to be có hình thức là vua cho tất cả các ngôi. Hay nếu trong học thuật, trong văn phạm chính thức là quá khứ bản thái cách, tức là past simple. Nhưng thầy bảo các em bằng nhiều người thì quá khứ đơn cho các em dễ hiểu. Riêng động từ to be là vua cho tất cả các ngôi. Rồi mình để chính có dạng good cộng động từ nguyên mẫu. Đó là loại 2. Quá khứ đơn, good cộng động từ nguyên mẫu. Rồi bây giờ loại 3 diễn tả một việc ngược với quá khứ, trái với quá khứ. Thì mình để if là nếu đó, ở thì past perfect, quá khứ hoàn thành. Rồi mình chính đằng sau có dạng good have cộng quá khứ phân tử. Loại 3 thì past perfect, tức là have cộng quá khứ phân tử. Rồi mình để chính đằng sau có dạng good have cộng quá khứ phân tử, quá khứ hoàn thành. Good have cộng quá khứ phân tử. Ba cái ô đó các em nhé, nắm cho nó vững và hiểu được, kẻ khung vật cho các em hiểu được nhé các em. Và khi được, kẻ khung vật cho các em hiểu được nhé các em. Và khi nắm được ba khung đó thì áp dụng vào đây, các em nhìn kỹ cẩn thận các câu hỏi. Bởi vì trong thi thi các em các câu mà trắc nghiệm đó các em, thì các thầy trong bộ dục, các thầy ra đề thi dễ thì không dễ đâu, mà khó không khó lắm đâu, nhưng mà bắt đòi hỏi các em phải để ý vào chút xíu vào thôi. Thí dụ câu loại 2 chẳng hạn, động từ be luôn luôn hình thức là vua cho tất cả các ngôi, chắc chắn có câu đó. Câu A người ta để chữ vua, câu B để các em chữ was, và câu C để chữ bin chẳng hạn, và câu D để chữ A chẳng hạn. Nếu mình lầm lẫn một xíu thôi đó các em, mà nó là loại 2 chẳng hạn, mà không dùng chữ vua cho tất cả các ngôi, mà em dùng chữ was thôi, I was chẳng hạn, mà mình hay gặp là bị chết ngay, là sai ngay lập tức. Thế cho nên là các em phải phân định từng cái một và để ý thật kỹ càng và ghi ra cụ thể để các em có thể trả lời được các câu hỏi một cách tốt đẹp. Và khi làm bài hết sức bình tĩnh nhìn phân định nhé. Tất nhiên không phải là một câu mình nằm kéo dài thời gian nằm đó đâu, mà nhìn cái cấu trúc gì như trên bảng vừa rồi thầy vừa làm với em. Nhìn loại 1, cái câu mình if như thế nào, mình để chính như thế nào, ta cần xứng vào. If ở thì này thì mình để chính ở thì này. Hoặc nếu thì mình để chính đi đầu thì này thì mình if phải ở thì làm sao, cần xứng nhau. Nó có ba cái ô đấy dành cho câu điều khiển. Thầy mong là tất cả những cái đó các em có thể nắm được cấu chốt lại. Cộng với việc gì nữa các em, trên bài tập này chưa đủ đâu các em. Mai mốt thầy sẽ đưa cho em một loạt các bài câu điều kiện, các bài học, bài làm về các câu điều kiện. Rồi có thể thêm một số các cái hệ luận của nó trong cái loại loạt hình này, câu điều kiện. Nhưng rồi đây, trước tiên là ôn lại cơ bản đã, rồi có những cái hệ luận sau. Và chắc chắn trong kỳ thi tới sẽ có ra những cái hệ luận, tức là theo sau. Tức là mày íp vào hình này thì mày chính là sau. Thầy lấy thí dụ cho các em này, bây giờ nắm lại, các em nắm được ba loại chưa? Chắc chắn nha. Bây giờ thầy nói thêm một cái là thí dụ nhỉ. Thí dụ như vậy nhé, hôm qua mình không đi học, rồi mình không hiểu bài. Nhưng bây giờ em có thể nói, hôm qua tôi không đi học, tôi đã không hiểu bài ngày hôm qua. Nhưng bây giờ thầy có thể nói là, vì hôm qua tôi đi học cho đến bây giờ tôi không hiểu bài. Cái bệnh để mình không hiểu bài. Như vậy mình nói là, nếu hôm qua tôi đi học thì bây giờ tôi hiểu bài. If ở hôm qua, bây giờ là hiện tại. Đấy. Hoặc là cái thứ ba là gì? Nếu hôm qua tôi đi học thì ngày mai có giờ tôi sẽ hiểu bài. Đấy, thấy không nào các em? Có ba cái không? Một thứ nhất là nếu hôm qua tôi đi học thì hôm qua tôi hiểu bài rồi. Rồi, nếu hôm qua tôi đi học thì bây giờ tôi hiểu bài. Và nếu hôm qua tôi đi học thì ngày mai tôi sẽ hiểu bài. Đấy, các em thấy không? Thầy chưa đưa ra bộ bây giờ đâu. Bởi vì sợ các em mình gọi là cháu là tàu hỏa nhập ma đấy các em. Tức là bị lộn xộn lung tung cả. Nhưng trước tiên bây giờ các em nắm được ba loại đã. Đó là các em. Rồi các bài học tới thầy sẽ đưa thêm vào cho các em trong các bài tập để các em nắm được rồi nhớ các em. Và từ đó mình mới ra được vấn đề. Thế nào? Rồi hôm nay ta ôn lại, khẳng định lại các phần đó cho cụ thể. Loại 1, diễn tả việc gì có thể xảy ra tương lai, mình ít ở thì hiện tại, mình chính ở thì tương lai. Loại 2, diễn tả một việc ngược với hiện tại, trái hiện tại, mình là if ở thì quá khứ đơn, hoạt động từ be luôn luôn hình thức là were, rồi mình chính có dạng good cộng động từ nguyên mẫu. Và loại 3, diễn tả một việc ngược với quá khứ, trái với quá khứ, mình là if ở thì past perfect, mình chính có dạng good have cộng quá khứ phân tử. Ba điều cơ bản đó các em nắm được trong câu điều kiện thì ít nhất các em có khái niệm và nắm vững vàng
và đi sâu vào cái phần sau một cách dễ dàng. Đấy, thầy mong tất cả các em có thể nắm vững được cơ bản những điều mà câu điều kiện mà thầy vừa mới giảng ra. Và một lần nữa thì nhắc các em là hãy luôn luôn ôn tập. Và ngoài những câu này, các em mở sách ra trong quá trình học các em rồi đấy, các thầy cô trong các trường của các em hoặc bố mẹ anh chị giúp đỡ các em, hoặc các em mua sách ngoài học luyện thêm, xem thêm vào thì bổ sung rất nhiều cho các em. Và thầy mong các em bỏ nhiều thời gian ra trong quá trình học của các em cho được tốt. Bài học của hôm nay về câu điều kiện của thầy hôm nay đến đây là chấm dứt. Nhớ một điều nữa, thầy luôn nhắc các em chịu khó bỏ thời gian ra để học nhé. Và thầy mong các em học tập thật tốt và chúc các em đạt được nhiều thành quả tốt đẹp nhé. Và các bài học mỗi ngày học một vững vàng hơn. Thân mến, chào các em.